52 năm binh nghiệp. Hồi ký. Tác giả: Thiếu tướng Lê Hoàng Phúc. Giọng đọc: Hải Yến. Số 2. Chương 2. Tham gia lực lượng vũ trang huyện Tân Châu, An Phú. Bà nội tôi dùng cái bòng bột mới, một loại túi may bằng vải tám đựng bột mì, giặt sạch làm cái ba lô bằng sợi dây thừng, buộc vào hai góc đáy túi và quàng vào miệng túi để mang trên lưng và vai. Bà xếp vào đó hai bộ quần áo, một khăn choàng tắm mới mua và cái mũ kết mà hằng ngày tôi đội đi bán chuối. Gia tài chỉ có thế. Trước khi đi, bà cho tôi 5 đồng, bảo tôi để phòng thân khi đau ốm. Bà căn dặn tôi đủ mọi chuyện. Nhưng với tâm trí của đứa trẻ con sắp rời nơi nương tựa cuối cùng của gia đình, tôi chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Nhưng có một điều bà dặn dò tôi không bao giờ quên. Đó là không đi thì thôi, nếu đã đi rồi thì dù gian khổ đến đâu cũng phải vượt qua. Không được làm giải phóng mùa. Nội rất xấu hổ nếu có đứa cháu mà người ta gọi là giải phóng mùa. Giai đoạn ấy, có nhiều thanh niên ở vùng giải phóng hoặc vùng tranh chấp đi bộ đội giải phóng, nhưng khi địch đánh phá ác liệt lại đào ngũ về nhà. Khí thế cách mạng lên cao, quân ta thắng lớn lại xung phong trở lại bộ đội giải phóng. Rồi cách mạng gặp khó khăn lại đào ngũ về nhà. Cán bộ và nhân dân trong vùng gọi đối tượng này là giải phóng mùa, đào ngũ. Các đối tượng này thường ít dám xuất hiện ở nơi đông người do hổ thẹn. Sáng 15 tháng 6 năm 1966, có anh giải phóng quân đến nhà. Sau khi nói chuyện với bà nội tôi xong thì bà gọi tôi lại giới thiệu: đây là anh Năm Nghĩa, công tác chung với đơn vị của chị hai con. Ăn cơm nước xong, con theo anh Năm Nghĩa vào căn cứ kháng chiến, đi theo quân giải phóng. Tôi xin nói trước về người đầu tiên đã đưa tôi tham gia cách mạng. Rất tiếc, tôi không nhớ họ của anh, nhưng tên anh thường gọi là Năm Nghĩa, tên bí danh. Không biết tên thật ở gia đình là tên gì. Ở cơ quan một thời gian, có lẽ do đặc điểm hoặc cá tính hay có sự kiện gì đó mà các anh các chị đặt thêm cho cái tên Năm Leng, Sẻng. Trong kháng chiến, mỗi người thường đặt thêm tên phụ hoặc tên kép, chủ yếu là để phân biệt nhiều người có cùng tên với nhau. Thí dụ Công Gân, Công Còm, Công Tút, Công Trứng, Công Sẻ, hoặc Hùng Tồ, Hùng Trao, Son, Hùng Tổng, Hùng Siệc. Nhưng cũng có thể tên phụ là để chế giễu: Hồng Gân, ưa gân cổ lên cãi; Hùng Tha La, gương mặt giống các ông Phật ở các Tha La của người Khmer. Hoặc cũng có thể do người có hành động gắn liền với sự kiện đơn vị gì đó trong chiến tranh, như Phúc Trinh Sát, Thưởng Đặc Công, Tốt Pháo, Kiệm C1. Nhưng cũng có những tên ghép mang tính tục tĩu do đặc điểm các bộ phận trên cơ thể hoặc do chế diễu mà có: Hùng Trá, Hùng Voi, Tùng Nạng, Hoàng Dài, Quang Đòn Gánh, Thanh Sệ. Thời kháng chiến, chuyện ghép tên mang tính vui đùa và thân thiện. Trở lại với anh Năm Nghĩa, anh hơn tôi khoảng 10-12 tuổi, là người dễ gần, vui tính, hay cười, chân thật. Quê anh ở Chợ Mới. Sau giải phóng miền Nam năm 1975, tôi mới biết. Và sau khi giải ngũ, anh về lại quê Chợ Mới, An Giang, sinh sống. Cơm nước xong khoảng 11 giờ trưa, tôi theo anh Năm Nghĩa vào căn cứ. Để tránh bất trắc, anh dẫn tôi đi theo đường đồng mà không đi theo con lộ nằm giữa khu dân cư cặp bờ đông sông Hậu. Từ Pretoria, chúng tôi đi đến Mương Đình, Mương Chùa, sau đó vượt qua Mương Vú.
cặp theo bờ tây Mương Vú, không theo bờ đông sông Hậu nữa, đến Mương Tràm, rồi đến bờ bắc sông Bắc Giang. Tôi và anh cởi quần áo, gom mớ lục bình, chất quần áo lên, rồi bơi sang sông Bắc Nam. Con sông rộng khoảng 30 đến 40 mét bằng kênh Vĩnh Tế, vào đơn vị. Đoạn đường từ Bretcheray đến căn cứ dài khoảng 10 km, nhưng qua rất nhiều kênh, mương và sông. Trên đường đi, tôi với anh nói với nhau rất nhiều chuyện, nhưng anh nói phần nhiều. Anh chỉ tôi cách đi đường, hướng dẫn cách xác định vật chuẩn, phương hướng, những đặc điểm địa hình, vật cần lưu ý để tránh bị lạc, rồi giới thiệu cảnh sống sinh hoạt ở căn cứ, giữ gìn bí mật. Tôi nghe chăm chú, tiếp thu một cách nghiêm túc và thích thú, sau đó hỏi lại anh. Ở căn cứ có chợ không? Có bán cháo lòng, hủ tiếu, bánh canh không? Chợ thì không có, còn đồ ăn uống thì có, anh nói gạt tôi. Và máy móc nhiều lắm, nổ ầm ĩ suốt ngày, anh trả lời. Vào tới đơn vị, các anh các chị chào đón tôi rất niềm nở và vui vẻ. Bởi lẽ đơn vị mà chị hai tôi và anh Năm Nghĩa đang công tác là công trường, công binh xưởng của huyện Tân Châu, An Phú. Vào thời điểm năm 1966 lại có công trường tỉnh, gọi là công binh xưởng hay công trường 159 ở căn cứ B1, gần công trường huyện Tân Châu, An Phú. Vì thế máy móc sản xuất các loại vũ khí rất nhiều. Các chị dẫn tôi đi xem máy tiện, máy hàn, máy cắt tôn, máy hoạt lửa nấu gang. Tôi say mê nhìn ngắm, đến chiều thì ăn cơm. Sau đó các chị đưa tôi ra đìa tắm. Đìa là cái hầm do người ta đào, thường rộng 4-5 mét, dài từ 10 đến 15 mét, sâu từ 1 mét rưỡi đến 2 mét, để mùa nước nổi, cá vào ở đó. Khi mùa khô, người ta tát bắt cá. Mùa mưa, nước lại đầy đìa. Lục bình, nghệ, rau chay, rau ngổ, cỏ dại mọc lên tạo cho nước trong veo, sạch và mát. Tất nhiên là phải múc lên bờ đìa tắm giặt để giữ vệ sinh, dùng lâu dài đến mùa nước nổi. Đi đường mệt và đi xem các thiết bị máy móc cả buổi chiều, nên khi vào mùng tôi ngủ thiếp ngay. Đang ngủ tôi giật mình bởi nhiều tiếng nổ lớn gần đơn vị. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chị hai lôi tôi ra khỏi mùng, nhào xuống công sự, cách đó chừng 2 mét. Khi lấy lại bình tĩnh, chị hai bảo: các tiếng nổ vừa rồi là cối 81 ở đồn Phú Hữu, thường gọi là đồn chùa, bắn vào căn cứ ta. Chị dặn từ đây về sau, ngày lẫn đêm, nếu nghe tiếng mọc chê, cối, địch bắn là phải tìm công sự, hầm hố, đìa, mương, nhảy xuống núp liền. Tôi hỏi chị: tụi nó có ô bích pháo không? Có, nhưng nó để ở đồn kênh Thầy Ban, An Phú lận. Nó bắn không tới đây, chị trả lời. Đây tới đồn chùa, tức đồn Phú Hữu, bao xa? Đây tới đồn kênh Thầy Ban, An Phú bao xa? Tôi lại hỏi. Đây tới đồn Phú Hữu khoảng 2 cây số đường chim bay. Còn kênh Thầy Ban, An Phú ở đâu chị cũng không biết. Chị nghe các anh các chú nói lại thôi. Chị giải thích thêm. Bây giờ người ta gọi mọc chê là cối, còn ô bích là pháo, chứ không gọi như bà nội, xưa lắm. Đêm đầu tiên tôi đã trực tiếp nếm mùi chiến tranh. Sáng ra tôi hỏi xem nơi nào bán cháo lòng hoặc hủ tiếu. Các anh các chị cười, chắc nghe anh Năm Nghĩa nói lại, rồi nói: ở trong căn cứ kháng chiến làm gì có chợ em, chỉ có căng tin của ông Sáu Soi, ba của anh Út Hoàng, giám đốc công an tỉnh năm 2006. Bán một ít bánh kẹo và hàng bông, ngày mai các chị dẫn em đến đó, còn bây giờ ăn cơm với mắm sống cá lóc và rau muống xào mỡ. Đối với tôi, ăn uống như thế này là tốt rồi. Nhớ hồi 6-7 tuổi, buổi sáng trước khi đi học, có hôm ăn cháo với nước mắm khô quéo, có hôm củ khoai lang, có hôm trái bắp nấu, và cũng có hôm
chả có cái gì ăn cả. Chuyện ngủ bờ ngủ bụi đối với tôi cũng rất bình thường, bởi thời thơ ấu nhiều lần tôi phải nằm ở thềm nhà ngủ, vì những lúc đó bà nội tôi đi thăm bà con hoặc có công việc phải vắng nhà, không mang tôi theo. Những đêm đó tôi thường mê chơi cút bắt, chơi u với bạn bè. Đến khoảng 8 giờ tối về thì bị mẹ kế hoặc chị con riêng đóng cửa không cho vào. Anh ba Lê Máy thường theo tàu ngủ, còn anh Tư Hạnh không dám mở cửa. Thế là anh lấy mền đưa ra cửa sổ cho tôi ngủ ở thềm. Ngủ nhiều lần rồi cũng quen. Sở dĩ tôi nhớ và nói ra việc này bởi vì từ khi tôi vào căn cứ kháng chiến, đặc biệt là khi vào bộ đội giải phóng đến giải phóng miền Nam 1975, tôi thường xuyên ngủ dưới nền đất được đắp cao chừng 20 cm, rồi trải ni lông lên ngủ, tất nhiên là có căng ni lông che mưa ở trên. Đó là khi ở căn cứ, còn khi đi công tác hoặc chiến đấu thì chủ yếu là ngủ bờ ngủ bụi. Tôi rất nhớ bà nội và các anh tôi. Tôi cũng bị căng thẳng vì pháo cối của địch. Tôi cảm thấy rất cô đơn, mặc dù các anh chị ở cơ quan chăm sóc tôi rất tốt. Nhưng nhớ lời dặn dò của bà nội, tôi cắn răng vượt qua mọi thử thách để trở thành anh giải phóng quân nhí, Việt Cộng con. Để tiện xác định các vị trí sau này trong quá trình công tác và chiến đấu, đồng thời giúp cho lớp trẻ và bạn đọc tiện theo dõi, tôi xin trình bày về căn cứ chiến đấu B1. Mặc dù nhiều sách lịch sử đã nói về căn cứ này, song có lẽ sẽ không thừa nếu tôi bổ sung thêm cho hoàn chỉnh về một căn cứ kháng chiến ở đồng bằng sông Cửu Long, với 6 tháng đạp đất đồng bưng, 6 tháng lênh đênh trên mặt nước của vùng đất lịch sử trong cuộc kháng chiến hào hùng của quân và dân An Giang. Căn cứ B1 rộng khoảng 9 km², 3 x 3 km, nằm chủ yếu trên lãnh thổ Campuchia thuộc xã Prechrey, huyện Kot Thom, tỉnh Kan Dang, giáp biên giới Việt Nam thuộc các xã Khánh An, Quốc Thái và Phú Hữu, Phú Lộc ngày nay, huyện An Phú và xã Vĩnh Sương của thị xã Tân Châu. Phía bắc căn cứ giáp với sông Bắc Nam, chạy từ sông Hậu, đoạn cồn Bắc Nam, đối diện cồn Liệt Sĩ, bờ tây sông, thuộc xã Quốc Thái, An Phú. Con sông chạy về hướng đông bắc khoảng 7 km, rẽ thành hai nhánh, một nhánh trổ lên Mương Vú, hướng bắc, ra lại sông Hậu, một nhánh chạy về hướng đông bắc lên Tà Ban, Om Sano, Lưu Đếch, Campuchia. Rộng lớn, mùa nước nổi cá từ cánh đồng trên về sông Bắc Nam rất nhiều, nên ngư dân dùng các phương tiện đánh bắt quanh năm. Bờ nam sông Bắc Nam là vành đai tiền duyên của căn cứ B1 ở hướng Bắc. Sông Bắc Nam cách biên giới Việt Nam, xã Phú Hữu về hướng Nam từ 2,5 đến 3,5 km. Phía nam căn cứ giáp biên giới Việt Nam thuộc xã Phú Hữu, Phú Lộc, huyện An Phú và xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, An Giang, trên đất liền thuộc vùng kiểm soát của chính quyền ngụy Sài Gòn với hệ thống đồn bốt dày đặc. Phía tây căn cứ là bờ đông sông Hậu, từ vàm sông Bắc Nam đến biên giới Việt Nam dưới nước giữa lòng sông Hậu, giáp xã Khánh An và Quốc Thái thuộc huyện An Phú, An Giang. Phía đông căn cứ lấy kênh Ông Dương bắt nguồn từ sông Bắc Nam, từ vàm Bắc Nam về phía đông khoảng 3,5 km, chạy về hướng nam về biên giới Việt Nam thuộc xã Phú Lộc và Vĩnh Sương. Địa hình địa vật trong căn cứ B1 hình thành như sau. Về rồng, gò, có các rồng Cô Hai Xuân, rồng tre, rồng rúi, rồng chùa, rồng cà dâm lớn, rồng cà dâm nhỏ, gò chùa ở Khmer, gò đồn ở Khmer. Trên những rồng, gò đều có cây to lâu năm theo tên gọi của từng loại cây. Riêng rúi thì chủ yếu là
loại rúi bò leo dây, ít rúi cây. Về kênh mương có mương Ông Dương, mương ven, mương lớn, mương nhỏ từ sông Bắc Nam chạy về phía nam biên giới Việt Nam, nối vào ngọn rạch Cỏ Lau của xã Phú Hữu, rồi đổ ra sông Hậu. Mương chùa bắt nguồn từ sông Bắc Nam, nằm cạnh chùa Khơ Me bỏ hoang, cách Vàm Bắc Nam khoảng 1 km. Chảy về phía biên giới Việt Nam, nằm giữa dòng chùa với dòng ông Bảy Tạc. Ba của anh Huỳnh Chí, đại tá anh hùng lực lượng vũ trang, chạy cặp sát đồn Phú Hữu về hướng Tây ra sông Hậu tại đồn Đồng Đức, kênh Năm Xã. Ngoài các con kênh mương có tên lịch sử vừa nêu trên thì còn rất nhiều lung, đìa, bào, lòng ống nằm chằng chịt trong vùng căn cứ B1. Về rừng cây, ngoài các loại cây lớn, cây bằng lăng, bình linh, rộp, rúi, cà dâm nằm trên các rồng, gò thì theo các kênh mương, lung, lòng ống và các vùng trũng còn lại có những đám rừng, cây lộc vừng, cây tạp, sậy, đế, phủ kín rậm rạp, cao giáo, rất tiện cho xây lán trại trong kháng chiến. Đặc biệt là cây lộc vừng mọc thành từng chòm từ 1 công đến 3 hectare, là loại cây che phủ phần lớn diện tích căn cứ. Nó mọc rộng khắp nhờ những quả rụng xuống đất. Mùa nước nổi, quả trôi đến đâu là khi nước cạn mọc cây đến đó. Cây lộc vừng lớn nhanh, tán rộng thân cao, khoảng 15 mét, lá dày, vào mùa nước nổi, cây lớn rất nhanh để theo kịp con nước đang lên. Nhưng khi mùa hè thì thay lá, rất nhiều sâu lông to, rất ngứa. Dân cư không còn, chỉ còn lại ngôi chùa và cái đồn cũ của Campuchia. Có lẽ vùng này trước kia do sự tranh giành của các lực lượng. Đảng Cộng sản Khmer, lực lượng giáo phái Hòa Hảo, Cao Đài, lực lượng cách mạng miền Nam, lực lượng Liên Hiệp Pháp và sau là lực lượng Ngụy Sài Gòn, làm cho nhân dân và chính quyền Vương quốc Campuchia do vua cha Sihanouk cầm quyền phải rời bỏ vùng đất căn cứ B1. Việc bố trí lực lượng và bảo vệ căn cứ B1 lúc bấy giờ như sau. Từ Vàm sông Bắc Nam theo dòng sông Hậu về hướng Nam đến đối diện đồn Đức, kéo tới đồn chùa Phú Hữu. Về hướng Đông theo đường biên giới Việt Nam, ta bố trí gài lựu đạn, đạp lôi, rút lôi, chỉ chừa những con đường bí mật ra vào căn cứ. Ở hướng Bắc theo con sông Bắc Nam và hướng Đông không bố trí vật cản, lựu đạn. Chỉ khi nào địch càn vào căn cứ thì mới bố trí ở hai hướng này. Sau đợt càn của địch lại tháo gỡ ra. Phía trong khu vực vật cản bố trí lực lượng du kích xã Phú Hữu, Khánh An. Kế tiếp là cơ quan quân sự huyện và tỉnh. Cơ quan huyện ủy, lực lượng bộ đội địa phương huyện, còn bộ đội tỉnh thường bố trí sâu vào đất Campuchia. Sông Bắc Nam, mương Ông Dương, mương ven, tránh địch phát hiện. Địa hình ở căn cứ B1 vào năm 1966 theo các rồng gò bố trí các cơ quan lãnh đạo chỉ huy cùng cơ quan trọng yếu của huyện và tỉnh. Lúc này địch chưa đánh phá nhiều vào căn cứ. Công trường huyện được bố trí ở đám cây lộc vừng diện tích khoảng 3 hectare xen kẽ với cây sậy và đế nằm ở dưới trũng. Công trường tỉnh, công binh xưởng 159 được ở trên rồng Cô Hai Xuân. Mùa nước nổi năm 1966 rất lớn. Mực nước khu vực công trường ở sâu từ 3,5 đến 4 mét. Phải nâng lán trại lên 3 lần theo con nước và mái lên sát đọt cây lục vừng. Nhiệm vụ chủ yếu của tôi là nấu nước châm trà, liên lạc trong phạm vi cơ quan, hái rau bắt cá và học chữ Việt. Người thầy dạy chữ Việt cho tôi đầu tiên là anh Năm Lâm. Anh khoảng 27 tuổi, da trắng, tính tình vui vẻ, quê ở xã Phú Lâm, huyện Phú Tân. Anh dạy tôi vào buổi chiều, từ 15 đến 17 giờ
và buổi tối từ 19 đến 21 giờ. Có mình tôi nên anh dạy rất nhanh. Không có sách giáo khoa gì cả. Anh viết 24 chữ cái cho tôi đọc. Khi thuộc rồi, anh cho tôi tập viết. Sau đó, tập giáp vần, tập đọc. Theo những nội dung mà anh biết, anh nhớ, anh viết ra. Mục tiêu chủ yếu là làm sao cho tôi biết đọc, biết viết. Mà trọng tâm là biết đọc để làm nhiệm vụ đưa thư, liên lạc. Để biết địa chỉ thư đến và thư đi. Khoảng 3 tháng thì tôi đọc được những từ dễ và thông dụng, còn viết chưa được là bao. Nhưng tôi rất siêng và ham học, kể cả khi làm công việc, tôi vẫn ngấu nghiến mấy bài học thuộc lòng. Có những câu mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ, dù hơn 50 năm đã qua và chẳng biết nó nằm ở sách giáo khoa nào, hoặc anh Năm Lâm tự đặt ra cho tôi học. Tổ quốc ta từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, nối liền Đồng Tháp, Nam Bộ thành đồng. Học đi em, học mà cho thuộc, lòng ta chung một cụ hồ, lòng ta chung một thủ đô, lòng ta chung một cơ đồ Việt Nam. Theo câu cú của đoạn văn này, chắc là ông thầy Năm Lâm sáng chế ra cho thằng học trò lỡ vận học. Đầu năm 1967, tôi được đưa về tổ nguội của công trường. Công trường huyện chủ yếu sản xuất lựu đạn, rút lôi, đạp lôi, ngựa trời, mìn định hướng, DH-6, 8, 10, Beta đánh lô cốt, ST đánh san bằng ụ chiến đấu, trông các loại, nhưng chủ yếu làm thủ công. Những máy móc mà tôi kể khi mới vào cơ quan, nó lại thuộc của công trường tỉnh 159, nên khi di chuyển họ mang đi hết. Công trường huyện Tân Châu, An Phú, chủ yếu có 3 tổ. Tổ đúc có nhiệm vụ tiếp nhận những khối kim loại bằng gang, thau, máy xe, máy tàu. Dùng búa tạ, nện cho bể ra từng mảnh bằng bàn tay hoặc nhỏ hơn. Sau đó đưa vào lò đặc dụng, nấu chảy ra để đổ lựu đạn. Bể để nấu lò đặc dụng, người ta gò bằng tôn khoảng 5 ly, bo tròn hình ống, đường kính khoảng 8 cm, chiều cao khoảng 1,5 m. Trong lòng bể đắp một lớp đất sét dày khoảng 15 phân để chịu nhiệt độ từ 3.000 đến 3.500 độ C. Nấu gang chảy thành thể lỏng, người ta lắp cố định trên bếp lò một cái khung giá. Hai bên hông đổ lớp hai khoen chắc chắn để khi nấu gang chảy thể lỏng thì nghiêng bể để vào các khung lựu đạn theo một cửa hình máng có nắp đóng mở. Tổ đúc được xem là nặng nhọc nhất và ảnh hưởng lớn về sức khỏe. Tổ này có hai anh thợ chính, chủ lực, là anh Ba Thi chuyên đập gang. Anh to khỏe, nước da màu nâu, cơ thể rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Vì nghề đập gang mà anh có thêm cái tên Nện, và anh em thường gọi là Ba Nện. Anh có vợ là chị Tiến cùng cơ quan và đã có một con. Người thứ hai là anh Ba Long, ốm, cao, nước da đen, đã có vợ và hai người con. Vợ anh ở quê, vùng kiểm soát của ngụy Sài Gòn, xã Long Sơn, thị xã Tân Châu. Vợ con anh có vào căn cứ thăm anh, tôi gặp một lần. Anh Ba Long chuyên về nấu gang và đổ vào khung vỏ lựu đạn Gia Lu, Mãng Cầu, Quảng Na. Lúc bấy giờ chưa có nhiệt kế đo độ C, nhưng bằng kinh nghiệm thực tế, đun bao nhiêu than, thời gian bao nhiêu lâu, quan sát bằng mắt thường là anh biết đủ độ C. Rất buồn và tiếc thương hai anh đều mất sớm. Anh Ba Long hy sinh do pháo địch bắn. Anh Ba Tui, tức Ba Nện, bị ung thư phổi, mất năm 1969. Tổ sản xuất thiết bị nổ được cho là bộ phận nguy hiểm nhất, cả trước mắt cũng như hậu quả lâu dài. Tiếp xúc với hóa chất, tổ có nhiệm vụ sản xuất và lắp đặt các thiết bị gây nổ. Nhưng ở vào thời điểm đó, phương tiện vật tư sản xuất rất hiếm, từ dây cháy chậm, thuốc mồi, hạt nổ.
đến nụ xòe kim hỏa thuốc TNT. Thí dụ, dây cháy chậm phải tìm vật liệu tại chỗ, vật liệu dẫn nổ làm bằng than điên điển tàu, cà nhuyễn ra và xe bằng tay từng đoạn, chiều dài 30 đến 40 cm. Lúc bấy giờ không có dây cháy chậm bằng công nghiệp. Sau đó cắt từng khúc đúng quy định, đem đốt thử, bấm đồng hồ đo thời gian để kiểm nghiệm. Vì vậy mà xác suất mất an toàn khá cao, bởi xe bằng tay sẽ không đều, tim dây cháy chậm có chỗ chặt chỗ lỏng, và quả lựu đạn hoặc quả nổ nào khi tra khúc dây cháy chậm bị lỏng ruột lúc ném hay điểm hỏa bằng giật nụ xòe sẽ nổ tức thì, gọi là nổ cướp, chứ không có thời gian 5 đến 7 giây cháy chậm mới phụt vào kíp nổ và nổ quả nổ. Vì thế, người ném và người gây nổ sẽ tử vong hoặc bị thương, cũng có thể sẽ gây thương vong cho những đồng đội ở gần. Thực tiễn, không ít lần đã xảy ra tai nạn trong chiến đấu, trong pha chế. Trộn thuốc nổ phải làm hết sức nhẹ nhàng. Có những loại phải dùng lông gà đào thuốc, có những loại phải phơi gió chứ không được phơi nắng vì dễ gây ra cháy nổ. Thường là do các chị phụ nữ làm. Đặc biệt, khi tra lắp bộ phận gây nổ vào thân quả nổ, do điều kiện đang đánh nhau mà ta phải lắp ráp hoàn chỉnh quả nổ cung cấp cho bộ đội và bộ đội mang theo chiến đấu hoặc đem gài đặt, chỉ cần rút chốt an toàn là ném được ngay. Không giống như bây giờ, thân quả nổ và bộ phận gây nổ để riêng, khi cấp về cho bộ đội đưa vào kho cất giữ. Cần sử dụng thì trợ lý quân khí, chuyên môn, họ mới lắp bộ phận gây nổ vào thân quả nổ và trang bị cho bộ đội sử dụng, huấn luyện, diễn tập, chiến đấu. Nhưng thời ấy thì chỉ làm có thế thôi. Bộ phận quân khí của tiểu đoàn khi nhận chỉ đếm số lượng, chủng loại, rồi phân bổ cho các đại đội, trung đội. Ở tổ nổ, có rất ít người có trình độ và bản lĩnh làm việc tra lắp bộ phận gây nổ vào thân quả nổ. Thời điểm ấy, chỉ có hai anh đảm nhận nhiệm vụ đó là anh Năm Hùng và anh Sáu Quang. Các anh đem vào ụ đất ở nơi vắng vẻ để tiến hành. Tổ nguội, tổ tôi công tác. Tổ này do anh Sáu Bằng lãnh đạo. Anh người thấp bé, mặt dỗ, vui tính, quê anh ở xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú. Khi nghỉ hưu, anh về quê bên bờ kênh Cần Thảo, xã Mỹ Phú và mất năm 2010. Tôi thường về thăm anh khi anh còn sống. Nhiệm vụ của tổ này rất nhiều. Làm khuôn đúc lựu đạn ra lu, mài rũa cho sạch bóng và ven răng vỏ để lắp bộ phận gây nổ vào. Gò hàn vỏ thủ pháo, các quả nổ khác như bộc phá xào, loại mìn DH, beta, FT. Bằng tôn có độ dày khác nhau. Quấn dây sắt 6, 8, 10 ly vào các loại quả nổ và thủ pháo. Xếp các khúc sắt 12, 14 ly dài từ 2 đến 3 cm vào những quả mìn DH để tạo mảnh sát thương. Cắt kim phóng quả cần lựu đạn và thủ pháo, đúc đầu gây nổ của lựu đạn, thủ pháo và các quả nổ các loại, cắt, dập, quấn, chốt an toàn lựu đạn, thủ pháo và các loại quả nổ khác. Nhưng chủ yếu phải làm thủ công, chỉ có đôi ba cái ê tô, rũa, kéo cắt tôn và sắt. Trong các công đoạn trên, theo tôi nghĩ, có lẽ công đoạn ép khuôn đúc lựu đạn ra lu là khó nhất, bởi nó cần sự khéo léo và mềm mại của đôi tay nhẫn nại, tỉ mỉ, kiên trì của người thợ, sự chịu khó, chịu khổ của môi trường. Bởi vậy mà công đoạn này đa số thợ là phụ nữ. Mỗi khuôn có một cặp, hai cái trùng khớp nhau, gọi là khuôn vỏ lựu đạn, và mỗi khuôn đúc được 4 quả lựu đạn. Ngang khoảng 30 cm, dài khoảng 50, cao 15 cm x 2 bằng 30 cm. Khuôn bao xung quanh bằng gỗ hình chữ nhật,
mặt trên và đáy không có khuôn bao. Ta đặt cái khuôn đáy nằm tiếp xúc với mặt đất, được lót bằng miếng tôn phẳng dày, bắt đầu dồn cát vào, nén cho chặt. Sau đó đặt hai đôi kim loại bằng nhôm, 4 quả, đúng kích cỡ quả lựu đạn. Mỗi đôi giống như đôi tạ tập cơ tay loại 2-3 kg, điều chỉnh đúng các vị trí và cân đối. Kế tiếp là lắp khuôn trên lên khuôn đáy, rồi tiếp tục nén cát vào khuôn trên lẫn khuôn đáy, sao cho đến độ kết dính cát lại. Sau đó lại bê khuôn trên ra để bên cạnh, lấy hai đôi kim loại lựu đạn một cách nhẹ nhàng khéo léo. Kế tiếp ta mở đôi kim loại ra, đôi kim loại ở trong rỗng, đặt một que bằng kim loại vào giữa tâm của đôi kim loại. Sau đó dồn cát, loại cát mịn và dẻo, vào ruột các đôi kim loại, tạo thành 4 quả lựu đạn bằng đất, cát. Mở đôi kim loại ra và nhẹ nhàng đỡ lấy đôi ruột lựu đạn, khéo léo đặt vào giữa tâm vỏ lựu đạn ở khuôn đáy. Đặt cả đôi vào, xong nhẹ nhàng thận trọng bê khuôn nằm trên, lắp xuống khung đáy thật chính xác và khớp. Bởi theo thành khung, người ta khoét lỗ ở thành khung đáy và lắp chốt ở thành khung trên. Khi các chốt lắp vào các khe lỗ thì hai khuôn sẽ không xê dịch được. Ở khung trên, ta tạo ra một miệng lỗ hình phễu. Khi nấu chảy gang trong lò rồi, người ta đổ ra cái gáo có cán dài khoảng 1,5 m, đổ vào từng khuôn lựu đạn được xếp cạnh lò đúc. Mỗi mẻ lò đúc chỉ đổ được 10 khuôn, tức 40 quả. Và hết một ngày, ngày hôm sau lại đốt lò từ sáng sớm đến khoảng 12 giờ trưa mới bắt đầu đổ được. Mỗi tuần lễ chỉ đổ 2 lò để đảm bảo sức khỏe cho thợ đúc. 2-3 ngày sau ta mới mở ra, phá bỏ cát lấy vỏ lựu đạn vừa đúc xong, đem chùi rửa, làm láng và ven răng, để lắp bộ phận gây nổ và lại tiếp tục dập khuôn mới. Đến đầu năm 1968, ta bỏ sản xuất lựu đạn Gia Lu, chỉ sản xuất lựu đạn vỏ ép bằng tôn, nhỏ hơn quả thủ pháo. Và đến năm 1973, công trường tỉnh làm được quả lựu đạn ra láng tròn, giống như lựu đạn M67 của Mỹ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trên các chương trình của WinWin Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. WinWin Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.